Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe sedan ở cái phân khúc hạng B, đó chính là chiếc xe Toyota Vios ạ. Đây chính là chiếc xe Toyota Vios phiên bản 1.5e số tự động. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã lăn bánh được 6.600 km rồi. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi cam kết về cái đồng hồ này là chuẩn, không tua. Đồng hồ chuẩn là 6.600 km rồi quý vị và các bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe, xem có bị đâm đụng hay va chạm gì không ạ. Chiếc xe này chúng tôi cam kết thứ nhất là không bị đâm đụng, không bị va chạm, không bị ngập nước, máy móc còn nguyên bản, keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Và đây quý vị và các bạn xem về cái phần nước sơn đây ạ. Đấy, chiếc xe này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp đánh bóng đi rồi, cho nên là quý vị bạn nhìn thấy ạ, nó rất bóng bẩy và rất là sạch sẽ, rất là đẹp luôn ạ. Đấy, tôi quay từ những cái góc nghiêng, góc chéo, kể cả nhìn một cái góc chéo này, nhìn trực diện vào để quý vị và các bạn thấy được là nước sơn nó còn nguyên bản đấy ạ. Nước sơn còn nguyên bản rất là nhiều và còn rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, nhìn cả về cái sườn bên trái này, sườn bên phải này, tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Nền rất là căng, rất là đẹp luôn đấy ạ. Về phần ngoại thất thì rất là ổn quý vị và các bạn ạ, rất là đẹp luôn ạ. Không còn một vết xước ở đâu, hôm trước tôi mua về nó cũng có xước sát nhỏ nhẹ, nhưng mà tôi cũng đã sơn và cũng đã đánh bóng đi một chút rồi. Xước sát đây nhỏ nhẹ thôi, chủ yếu là xước sát ở bốn cái góc của cái xe. Thì chúng tôi cũng đã sơn rồi và đánh bóng đi rồi đấy nhá quý vị bạn ạ. Những chiếc xe ở Hà Nội thì đi đường là thường hay là xước sát về bốn cái góc của xe đấy. Chính vì thế cho nên là nhà sản xuất người ta bao giờ người ta cũng sản xuất cái ba đời sốc trước sau này là đều phải bằng nhựa để dễ xử lý, dễ sơn sửa, dễ nắn lại để những cái khi mà hay bị va chạm mình nó xước sát nhỏ nhẹ thôi. Còn những về những cái phần tôn thì là đảm bảo với quý vị bạn là chưa có bị phải gò lại chỗ tôn nào, keo chỉ còn nguyên bản hết đấy ạ. Đấy, nhìn này, từ những cái góc quay nhìn trực diện vào thì quý vị và bạn thấy được là cái nền nó còn rất là đẹp đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị là gương chiếu hậu là gập điện, tích hợp xi nhan trên gương, tích hợp xi nhan trên gương rồi đấy ạ. Đấy, và cụm đèn đây thì quý vị bạn thấy đấy ạ, còn rất là mới, rất là sáng luôn đấy ạ. Cụm đèn pha thì cũng đã được trang bị đèn pha thường, pha halogen thôi, chỉ có ở phiên bản G mới được trang bị đèn pha bi xenon quý vị bạn nhé. Dưới đó là cũng đã được trang bị cặp đèn gầm rồi, đèn gầm hay còn gọi là đèn sương mù đấy quý vị và các bạn ạ. Rất là đẹp luôn. Chúng tôi cam kết về cái chất lượng của chiếc xe này ạ. Thứ nhất là cái đồng hồ chuẩn, không tua, 6.600 chuẩn. Thứ hai là không bị đâm đụng, không bị ngập nước, máy móc còn nguyên bản ạ. Chạy 6.600 rồi cho nên quý vị các bạn thấy đấy ạ, chủ xe cũng đã thay lên một cái đôi lốp trước. Chỉ đôi lốp trước là chủ xe vừa mới thay được mấy ngày thôi quý vị các bạn nhé. Đây này, đấy, cái lốp trước này chủ xe mới thay xong rồi này. Mới thay là date 2020, vừa mới thay xong nhá, nhưng mà sản xuất là date 2020 thôi quý vị bạn ạ. Chủ xe chưa mua thay lốp nhưng mà chưa có date 2021 đâu ạ. Chỉ có 2020 là chủ xe vừa mới thay và mới thay đôi lốp trước thôi quý vị bạn nhá. Đây này, tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị bạn xem về cái đôi lốp trước mà chủ xe đã thay. Đấy, cả một đôi lốp trước luôn. Đây, 2020 đây quý vị các bạn ạ. Date 2020, còn lốp sau, đôi lốp sau thì vẫn nguyên bản của xe này. Đây, đôi lốp sau vẫn là date 2017 ạ. Đôi lốp sau vẫn 2017 luôn. Đây, thưa với quý vị và bạn. Đôi lốp trước đã thay mới và đôi lốp sau thì vẫn còn nguyên bản. Và đặc biệt là cái lốp sơ cua còn chưa hạ quý vị và các bạn nhé. Tôi sẽ cho quý vị và bạn xem về cái lốp sơ cua chưa hạ. Đấy, đây, lốp sơ cua chưa hạ luôn quý vị và các bạn ạ. Lốp sơ cua còn rất mới, chưa hạ. Đấy, lốp sơ cua chưa hạ này, rất là mới luôn đấy ạ. Đây chính là cái phiên bản Vios E 1.5E. Chủ xe cũng đã lắp thêm cảm biến lùi. Đây là cái phần
cảm biến lùi mà chủ xe cũng đã lắp thêm này, cảm biến lùi, camera lùi. Đấy, đấy là những cái phần mà chủ xe đã lắp thêm. Cụm đèn sau cũng rất là đẹp luôn. Cụm đèn sau này rất là mới này. Đấy, đây là phần cụm đèn sau, rất là đẹp luôn. Về cái phần ngoại thất của chiếc xe thì rất là ok rồi quý vị và bạn ạ. Tôi lại mời quý vị và bạn cùng tôi đi một vòng quanh một lần nữa nhé. Sau đó thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Đấy, ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Quý vị và bạn mua chiếc xe này về thì bây giờ cũng không phải làm cái gì nữa. Thích sang tên thì sang, còn không sang tên thì cứ để vậy đi thôi, vì đã có biển Hà Nội sẵn rồi quý vị và bạn ạ. Rất là đẹp, rất là mới đấy ạ. Không tai nạn, không ngập nước, máy móc nguyên bản, đồng hồ chuẩn 6.6. Sản xuất năm 2017, phiên bản 1.5e, số tự động ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước vào cái phần nội thất để xem về cái phần nội thất của chiếc xe này nhé. Đầu tiên là tôi vẫn mở cánh cửa bên lái ra để cho quý vị và bạn xem về cái phần nội thất của chiếc xe này. Đầu tiên là cũng cho quý bạn xem về keo chỉ đã này, keo chỉ nguyên bản này. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả, keo chỉ nguyên bản hết ạ. Táp bi cửa cũng rất là mới luôn. Táp bi đây ạ. Gương chiếu hậu gập điện này. Đấy, từ những cái phần nhựa này quý vị bạn thấy đây, phần nhựa này rất là mới, rất là đẹp ạ. Vô lăng cần số đều đẹp hết cả đấy ạ. Vì xe mới chạy có 6.6 chuẩn thôi. Cam kết không tua ạ. Đấy, nội thất này rất là mới, từ những cái phần trần nỉ này. Trần nỉ nó mới như thế này đấy quý vị và bạn ạ. Ghế da rất là mới, rất là mịn ạ, rất là xịn ạ. Đấy, chủ xe cũng rất cẩn thận này. Đã là lót sàn da. Lót sàn da đây ạ. Đấy. Đấy, đã có lót sàn da này. Đầy đủ hết cả rồi ạ. Tem của nhà sản xuất đây quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2017 này. Đấy. 2017 sản xuất tại công ty Toyota Việt Nam. Đấy. Vios E phiên bản 1.5 số tự động. Đấy, từ những cái ốc bản lề cánh cửa này, quý vị và bạn xem những ốc bản lề cánh cửa này còn mới không này. Gioăng này. Đấy, gioăng này, những phần nhựa này đều rất là mới luôn đấy quý vị và bạn ạ. Chúng tôi cam kết là không bị tai nạn, không bị ngập nước, còn nguyên bản hết ạ. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên lái. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết quý vị và bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản này. Táp bi rất là đẹp này. Riêng về cái phần nội thất thì không có cái điểm gì để chê đâu quý vị và bạn ạ. Nó mới như thế này đấy ạ. Từ 2017 sau 4 năm sử dụng rồi mà còn mới như này đấy ạ. Trải sàn da này cũng còn nguyên này. Trải sàn da này và kích đây. Kích ở trong này còn mới tinh luôn quý vị bạn. Vì lốp sơ cua chưa dùng cho nên cái kích này cũng chưa dùng đến ạ. Đấy. Rất là đẹp, rất là mới luôn ạ. Đây, sau đây thì tôi sẽ lên, tôi bật cái khóa điện lên để cho quý vị bạn xem về cái phần này. Đồng hồ của chiếc xe nhé. Đóng cái cửa vào cho quý vị bạn xem này. À, đây là đồng hồ của chiếc xe này. Chiếc xe chạy 6.6 là chuẩn đấy nhá quý vị bạn ạ. Đồng hồ này là chúng tôi cam kết ạ. Nếu sai, nếu quý vị bạn phát hiện ra là tôi tua cái đồng hồ này là tôi sẵn sàng tặng lại xe luôn cho quý vị bạn luôn đấy ạ. Cái nào mà chắc chắn cam kết thì chúng tôi mới dám cam kết quý vị bạn nhé. Còn nếu như mà không chắc chắn thì chúng tôi cũng không dám cam kết đâu. Và chủ xe cũng đã lắp thêm thì quý vị bạn biết đấy ạ. Phiên bản này nó không có đầu DVD, không có màn hình đâu ạ. Chủ xe đã lắp thêm đầu DVD, màn hình, camera lùi, cảm biến lùi. Đấy, đây là cảm biến lùi này. Camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ luôn. Vô lăng cần số thì rất là đẹp đấy ạ. Táp lô, táp bi đều rất là đẹp ạ. Bây giờ quý vị và các bạn đi mua một chiếc xe ô tô mới,
quý vị bạn không hay để ý đến những cái phần phụ kiện lắp thêm đâu nhé. Nhưng mà cứ mỗi thứ một tí vào, 1 triệu vài triệu vào, cộng vào là cũng thành mấy chục triệu sau khi mua xe mới đấy quý vị bạn ạ. Bây giờ quý vị bạn mua một chiếc xe đã qua sử dụng rồi thì những cái phần đấy là quý vị bạn được hưởng lợi luôn từ chủ xe. Người ta bán xe người ta không tính theo cái đồ đấy đâu. Nó giống y như mình đi mua nhà chung cư đấy ạ. Nhưng mua nhà chung cư cũ là đồ nội thất là người ta để yên, người ta không lấy lại đi để người ta lắp sang nhà mới đâu ạ. Đấy, nó hay là ở chỗ đấy. Còn nếu như quý vị bạn mà cứ hay đi so sánh xe mới, cứ bảo xe hãng bây giờ giá nó như thế này mà xe cũ bây giờ nó như thế này, thì quý vị bạn đi mua xe mới xong rồi mới biết được là nó phải cộng thêm bao nhiêu tiền vào nữa. Giá xe mới ở hãng này, cộng thêm tiền biển này, cộng thêm tiền thuế này, cộng thêm tiền đăng ký này, cộng thêm tiền đăng kiểm này, cộng thêm tiền lắp đồ này, tính ra xong nó cơ số khoản tiền để cộng vào, nó lên cái giá trị của xe lên rất là nhiều đấy quý vị bạn nhé. Bây giờ thì tôi sẽ quay giới thiệu về cái phần cốp sau cho quý vị bạn cùng xem ạ. Đây, camera chủ xe đã lắp. Đầu tiên là mở cái nắp capo này lên, nắp cốp sau này lên thì chúng ta xem được xem là nó có bị đâm đụng hay va chạm gì không. Thì chúng ta phải xem là từ những cái ốc của cái nắp cốp sau này đã này, ốc nguyên bản này, xem cái ốc có nguyên bản hay không nữa này. Nếu như chúng ta mà nhìn thấy cái ốc này nó không còn nguyên bản nữa, có vết tháo rồi. Đấy, hai bên nhé, cốp sau hay là capo đều có những cái ốc. Chúng ta nhìn thấy nó còn nguyên như thế này thì chắc chắn là không bị tháo ra. Thì nếu như có sơn thì cũng chỉ gọi là xước sát nhỏ nhẹ thôi. Còn nếu tháo ra là phải có vấn đề mới phải tháo ra. Chắc chắn bị đâm đụng hay va chạm gì mới phải tháo cái nắp cốp này ra. Đấy, đầu tiên là chúng ta đi kiểm tra ốc đã. Rồi đến keo chỉ này. Đấy, cái chỉ này. Mất keo chỉ rồi là cũng có vấn đề, đâm va mới mất được keo chỉ nhé. Không đâm va thì không thể mất được keo chỉ nữa đâu. Xung quanh cốp nó đều có cái keo chỉ này ạ. Đấy, tôi chia sẻ kinh nghiệm để cho quý vị bạn đi mua xe cũ, kể cả quý vị bạn có mua của tôi hoặc mua chỗ khác thì đây cũng là cái kinh nghiệm để đi chọn xe cũ nhé. Ốc còn nguyên, keo chỉ còn nguyên này thì chứng tỏ là không có bị đâm đụng hay là bị va chạm gì đâu, còn nguyên hết đấy ạ. Cam kết với quý vị bạn không bị đâm đụng hay không bị va chạm gì đâu. Và cái phần cốp sau đây chúng tôi cũng đã dọn dẹp đi sạch sẽ và đẹp đẽ rồi đấy ạ. Đây là cái phần lớp sơ cua thì còn nguyên bản đây này, chưa hạ nó còn nguyên cái vạch sơn này nhá. Nếu như hạ rồi là nó mất vạch sơn luôn, chỉ cần lăn bánh được một đoạn cái là nó sẽ hết cái vạch sơn này luôn. Đấy, và chủ xe cũng đã rất là cẩn thận đấy ạ, lắp thêm cả dán cả chống ồn đây quý vị bạn ạ. Đấy, dán chống ồn. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ ạ. Keo chỉ đây, tôi vẫn quay sát vào và quay chi tiết cho quý vị bạn cùng xem ạ. Keo chỉ nguyên bản ạ. Đấy, chưa mất một phân keo chỉ nào cả. Keo chỉ nguyên hết này. Ốc bản lề cũng còn nguyên luôn đấy ạ. Đấy, không những nó còn nguyên và nó còn rất mới ạ. Táp bi cửa này rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Rất là sáng, sạch sẽ. Chúng tôi đã đánh dọn rửa sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi đấy ạ. Vào, bước vào xe còn rất là mùi thơm tho, sạch sẽ luôn ạ. Đấy, quý vị bạn thấy nó có mới không ạ? Có đẹp không ạ? Phải nói là rất là đẹp đấy ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa trước bên phụ này ra để cho quý vị và các bạn này cùng xem ạ. Đấy. Từ keo chỉ này cũng còn nguyên bản hết ạ, chưa mất một đoạn keo chỉ nào cả. Anh em thợ chúng tôi còn hay nói vui với nhau là chưa mất một phân keo chỉ nào cả đấy. Đấy, là nó còn đẹp lắm đấy. Chứ, tức là nó chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Đây này, từ ốc bản lề này, gioăng này, còn nguyên hết như này đấy. Tôi quay thật sát và thật chi tiết để cho quý vị và bạn, nếu như quý vị bạn mà ở xa chưa có thời gian để qua xem trực tiếp, quý vị bạn ngồi xem video thì quý vị bạn cũng đã thấy được, đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe này nó còn đẹp hay không, nó còn chất lượng của bao nhiêu phần trăm đấy ạ. Hoặc anh em thợ mà có đang tìm xe cho khách, tìm xe cho người nhà thì xem video của tôi này cũng có thể biết được cái chất lượng nó như thế nào nhé. Rất là đẹp luôn ạ. Rất là đẹp, rất là mới luôn đấy ạ. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp và nội thất thì rất là mới rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần quan trọng nhất của chiếc xe ở cái bên dưới cái nắp capo này đây ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Vios E này là một cái khối động cơ xăng 1.5 lít.
và là động cơ đua VVTi. Từ cuối năm 2016 thì Toyota cũng đã nâng cấp cái động cơ này lên là đua VVTi nhé. Trước đó chỉ là động cơ VVTi thôi, còn từ cuối năm 2016 đã lên đua VVTi rồi. Và cái động cơ này là động cơ mới của Toyota và cũng đã được kết hợp với hộp số tự động quý vị bạn nhé. Phiên bản E có hai loại là số tự động và số sàn. Chiếc xe mà tôi đang giới thiệu đến quý vị và các bạn đây là cái xe số tự động đấy ạ. Và cái động cơ thì còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Đây, sau đây thì tôi cho quý vị bạn xem về cái khối động cơ 1.5 lít này nhé. Đấy, nó rất mới đấy ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, đẹp đẽ lên rồi, để cho quý vị và các bạn nào mà có nhu cầu mua về sử dụng thì chỉ việc đổ xăng vào mà chạy thôi, không phải làm cái gì nữa. Đấy, rất là mới luôn nè. Tôi quay sát vào cho quý vị bạn xem kỹ từng con ốc một nha. Đây là cái ốc mặt máy này, nó còn nguyên này. Từ ốc mặt máy này, tất cả mà nó còn nguyên như thế này là cam kết được với quý vị bạn luôn là nó không bị đâm đụng, không có bị ngập nước, còn nguyên bản hết đây này. Đấy, ốc mặt máy này. Ốc chân máy này, quý vị bạn này, nó còn nguyên bản hết đây ạ. Đấy, cam kết luôn với quý vị, cam kết luôn với quý vị bạn là nó còn nguyên bản ạ, không bị đâm đụng, không có bị tai nạn ngập nước gì cả. Đấy, đây cái ốc này cũng quan trọng được quý vị bạn xem nhé. Những cái ốc này mà có vết tháo ra ấy, thì là đương nhiên là phải làm máy thì mới phải tháo ra. Đấy, cái ốc ở trong kia kìa, ốc cổ xả kìa. Đấy, quý vị bạn có kinh nghiệm thì phải xem vào đấy, hoặc là tôi sẽ chia sẻ cho quý vị bạn ở cái video của tôi. Quý vị bạn xem video của tôi sẽ chia sẻ hết cái kinh nghiệm nghề nghiệp rồi. Cho nên quý vị bạn nếu như mua xe của tôi hoặc không mua xe của tôi, mua xe ở chỗ khác mà quý vị bạn để ý những cái video này thì quý vị các bạn cũng có thể chọn cho mình được những chiếc xe mà không bị đâm đụng, không bị va chạm đấy ạ. Đấy. Xem nhiều video là cũng thành thợ như tôi đấy ạ. Đấy. Và sau đây thì tôi sẽ chia sẻ luôn cho quý vị bạn cái phần quan trọng nữa này. Cái nắp cabo nếu như ốc nó còn nguyên như thế này này. Đấy, vừa rồi tôi chia sẻ về cái ốc cốp sau, còn bây giờ ốc cabo cũng vậy ạ. Ốc cabo nó còn nguyên như này, chưa có vết tháo nhá. Và keo chỉ nó còn nguyên như này này. Đấy. Keo chỉ còn nguyên này. Ốc cabo còn nguyên này, cái này là nó bẩn thôi quý vị bạn ạ, chứ còn nguyên đấy ạ, chưa có vết tháo đâu ạ. Đấy, nếu như có vết tháo rồi thì là chắc chắn là đã bị tháo ra để sơn. Còn nguyên như thế này là chưa bị sơn cabo cơ ạ, cabo còn chưa bị sơn. Chứ đừng nói gì đến việc đâm đụng hay va chạm gì cả nhá. Đấy, ốc cabo này. Xong tiếp theo đó là chúng ta đi xem những cái ốc tai này, cũng còn nguyên luôn này. Ốc tai còn nguyên này, ốc xương đầu xe này. Đấy, từ những cái nở nhựa này nó còn nguyên cơ này. Đấy, chưa bị tháo ra. Chưa có bị tháo ra này. Đấy. Còn nguyên hết như này, tất cả các con ốc này nó đều còn nguyên này thì chứng tỏ là chiếc xe này chưa bị tháo ra, chưa có bị sửa chữa. Thì điều đó khẳng định được với quý vị các bạn luôn là nó chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị ngập nước gì cả. Đấy. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E 2017 này thì xin hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi. Tôi đã để số của tôi ở dưới góc phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios E số tự động 2017 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Và thưa với quý vị và bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 455 triệu đồng, vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và bạn trong vòng 6 năm với lãi suất cực kỳ ưu đãi, vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
Mm-hmm.